vangoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Hãy chụp ngay vangoc.vn, bấm vào dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt đơn hàng để mua. Hello, xin chào các anh chị, em là chị Google. What the hell? Thì hôm nay em mới tập chơi ngọc rồng nên em nhờ anh Vi Minh chỉ dẫn. Hello, xin chào bạn nha. Thì mình là Vi Minh đây. Thì hôm nay mình sẽ ra một cái series mới, đó là mình sẽ dạy chị Google cách chơi game Ngọc Rồng online nhé. Nếu các bạn thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và bấm chuông thông báo nhận những video về cái series này mới nhất từ mình nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chị Google nói gì với anh em một tí đi nào. Thì đây là series mới, có gì sai sót mọi người thông cảm ạ. Thì bây giờ phải làm gì trước vậy anh Vi Minh? Thì đầu tiên muốn chơi game Ngọc Rồng thì chúng ta phải đăng ký link trước nhá em nhá. Dạ. Rồi, thì bây giờ anh sẽ bấm vào chơi mới giúp em nhá. Dạ. Đó. Thì ở đây có 4 nhân vật, không biết em thích chơi nhân vật nào nhỉ? Em thấy dân đồn là Sadia mạnh nên em chơi Sadia. Ok, thì bây giờ anh sẽ chọn cho em Sadia nhá. Dạ. Đó, thì đây, ra ra đây. Thì bây giờ anh sẽ đặt tên cho em là chị Google Vui. Đáng lẽ là anh ghi là vui tính, nhưng mà thôi, anh sẽ chọn là chị Google Vui thôi. Dạ. Giờ sẽ bấm tạo mới, nhưng mà nó bị ấy rồi, bây giờ anh đã ghi lại nhá. Đó, thì bây giờ nó sẽ hiện lên rồi em ạ. Ok. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách di chuyển. Nói chung là cái này di chuyển dễ lắm, cứ theo nó chỉ dẫn thôi. Đó. Sao em di chuyển mãi không? Ô, em di chuyển kiểu gì đấy? Chạy bên tay phải mà. Thì em quên. Đó, em phải chạy sang bên tay phải như này này. Nó có cái hình mũi tên đấy. Đó, bấm vào chọn nhà Broly. Rồi, bấm vào cái phần đóng nhá. Rồi, bấm vào cái ông Para đấy để ông chỉ dẫn. Đó. Em rảnh em có thể đọc qua này nhá. Dạ. Rồi, giờ bấm vào dương đồ này. Bấm vào dương đồ. Rồi. Giờ em sẽ bấm vào thu đạo thần nhá. Đó. Rồi, bây giờ qua xem nhiệm vụ gì nào. Nhiệm vụ hạ 5 mộc nhân. Đó, thì bây giờ qua làng Kakarot này và Pem mộc nhân nhá. Đấy, sẽ chọn mấy cái khu này mà đánh này.